Pre Kenwood KC991 đẹp như mới tinh. Volume. To nhỏ trên đây, mình kết hợp cả to nhỏ và volume của đời của âm ly. Thật ra pre thì nó giá trị hơn lọc nhạc rất nhiều anh em ạ, bởi vì cái tính năng của nó là nó hơn hẳn lọc nhạc, đó là có loudness để có volume. Nhưng ở đây cửa hàng cũng chỉ báo giá cho anh em giá bằng một mẫu lọc nhạc thôi, 5 triệu giá tại cửa hàng. Đường vào tín hiệu anh em nhé, từ đường phono, đường CD, AUX tuner đầy đủ, có lao luôn. Bao zin tuyệt đối cho anh em. Đây chỉnh tần số này, lên xuống. Cái này là vặn anh em nhá. Cái nút này là vặn lên xuống tần số. Còn cái này là, có nghĩa cái này, núm này là chỉnh tần số từ bên trái sang bên phải. Còn cái này là vặn lên vặn xuống của tần số đó, lên hoặc xuống. Đây cửa hàng sẽ chỉnh anh em. Bát này, đó, xuống bát, lên bát này, muốn chỉnh vào trong thì xoay vào trong, 15k là chép lên này, cho xuống này, đấy, cho xuống này, lên này, cho về giữa này. Đây nó có số tương ứng này anh em này. Đó, số 400 thì nó xuống ở 400 hoặc lên này. 4K này, lên này. Rất đặc biệt luôn. Chất âm thì nói luôn anh em là bao phê luôn, bao hay luôn. Riêng mẫu lọc này anh em mua không ưng cho trả lại, bởi vì cửa hàng quá tự tin về chất âm của em nó. Quá tự tin về chất âm anh em nhé. Bởi vì hãng Kenwood nó đặc biệt lắm, nó không nổi tiếng bằng Pioneer, nhưng mà giải bass giải chép của nó đánh tuyệt vời. Bao hay, bao zin, bao đẹp cho anh em. Lọc Kenwood Minh Audio đâu Hà Nội. Kết nối thì anh em nhìn cửa hàng đang cắm ở đây, đó là đường vào tín hiệu thì có thể cắm vào CD hoặc tuner hoặc AUX. Còn đường ra nó chỉ có một đường ra xuất xuống âm ly hoặc cục đẩy. Còn anh em có thể lấy tín hiệu ra xúc điện bằng lỗ rác này đây đó. Và là điện đa cầu anh em nhé, hàng 15W đa cầu điện từ 110 đến 240, hàng bãi zin đẹp mê ly luôn. Đấy, xin nhắc lại anh em điều đó. Nội thất anh em đã thấy đây.